Chấp 388 vừa chơi đã có tài khoản vương giả. Loài người, ngươi rốt cuộc đã làm gì phó tộc trưởng rồi? Mau chóng cút khỏi người của phó tộc trưởng. Tộc Huyền Võ chẳng qua chỉ là tộc yếu nhất trong số 4 bộ tộc bọn ta, ngươi tưởng bản thân đã chiến thắng tụi nó thì cũng có thể chiến thắng bọn ta sao? Dám đơn thân độc mã đến đại bản doanh của bọn ta, ngươi cũng không biết trời cao đất rộng quá rồi đây. Tụi bay nói tao đơn thân độc mã đến đây, vậy tụi bay có từng suy nghĩ cảm giác ngồi ở trên đây không? Hổ gầm, thuần phục hay là tiêu diệt bộ tộc? Chọn một trong hai đi. Run lẩy bẩy, Deep Book phá đảm. Tại sao phó tộc trưởng lại uy hiếp chúng ta như vậy? Lẽ nào phó tộc trưởng tự nguyện phục tùng tên loài người này chăng? Con mẹ nhà các ngươi, một lũ vô dụng, chỉ là bao vây tấn công loài người mà cũng không dám nhúc nhích. Thân là tộc Bạch Hổ nhưng lại sợ kẻ địch, các ngươi muốn khiến bộ tộc của chúng ta trở thành trò cười của thế giới yêu thú sao? Không, không phải như vậy. Đại vương, bọn ta vốn dĩ không phải sợ tên loài người này, mà là phó tộc trưởng. Lẽ nào các ngươi muốn nói với ta, đây đều là lỗi của phó tộc trưởng? Bạch Hổ mang hình dạng thú. Không, thuộc hạ không dám, bọn ta tuyệt đối không phải là có ý này. Ma quân giám binh cấp 380, Bạch Hổ boss phó bản. Cút hết ra cho ta, để ta đấu một trận với tên loài người này, coi thử hắn rốt cuộc có bản lĩnh ra làm sao. Toái thân hổ khiếu. Tính cách bá đạo này, xem ra tên này cũng không dễ đối phó. Con mẹ nhà ngươi, không ngờ lại tránh né. Loài người, xem ra ngươi đúng thật là không hề đơn giản. Chẳng trách ngươi có thể liên tiếp đánh bại đồng loại của ta. Bạch Hổ kim thân, miễn dịch sức sát thương và không thể bị kỹ năng ngắm chuẩn, nhưng không thể áp dụng bất kỳ hành động nào trong khoảng thời gian này. Bạch Hổ kim thân, nhưng bây giờ ngươi đã gặp được ta. Tuy rằng ngươi vốn dĩ không phải là kẻ yếu đuối, nhưng ngươi thực sự hiếp người quá đáng, không chỉ lấy hổ muội làm thành vật để cưỡi, còn vừa gặp mặt đã muốn bọn ta thuần phục hay là chết. Mày đang trách tao không nói đạo lý sao? Nhưng yêu thú của tụi bay không phải trước giờ sùng bái sức mạnh, bất luận có thủ đoạn nào thì chỉ sùng bái cường giả thôi sao hả? Tuy rằng về mặt lý luận chính là như vậy, nhưng trước mặt bổn tôn, ngươi không có tư cách nói lời này. Ma binh chi khu cung. Ma binh chi khu đào. Bất luận ngươi dùng tà đạo gì để thuần phục hổ muội, nhưng đối với ta thì không có tác dụng nào cả. Trói buộc. Chỉ cần giết chết ngươi. Ma binh chi khu kiếm. Thì hổ muội tự động hồi phục. Đại vương của bọn ta là ma binh chi khu, xác thịt của ngài ấy là binh khí mạnh nhất trong thế giới yêu thú này. Đại vương Oai Phong, khí phách không có giảm đi so với năm đó. Loài người này cũng xui xẻo quá rồi đấy, ăn trọn liên hoàn cước mạnh nhất của đại vương, ngay cả thi thể cũng không còn. Ha ha ha, ngươi còn cưới cái gì nữa, mau chóng chạy trốn đi. Chúng ta sắp bị trận chiến ảnh hưởng rồi, chạy chậm thì chúng ta cũng sẽ rơi vào tình cảnh giống như loài người đó đấy. Miệng nó, các ngươi nhìn kìa, tại khu vực trung tâm của trận chiến hình như có bóng người đang đứng ở đó. Là tên loài người đó, hắn không ngờ lại không bị thương tích. Loài người này rốt cuộc là quái vật phương nào vậy? Ông đây cũng lạnh cả sống lưng rồi. Phòng ngự tuyệt đối có được từ việc đánh bại Huyền Võ cũng rất hữu dụng đấy. Lấy đầu của bọn yêu thú, dùng để đối phó với tụi nó. Đùa gì vậy, không ngờ nhà ngươi. Đại tộc trưởng Bạch Hổ, chơi thì chơi nhưng mày đừng lấy việc đi tìm cái chết để đùa giỡn. Vì để tránh bi kịch xảy ra, chi bằng mày nghe tao nói trước đã. Bởi vì chỉ có tộc Bạch Hổ tụi bay không có xâm lược thế giới loài người, cho nên tao có thể không giết tụi bay. Điều kiện gì? Rất đơn giản, tao mới đầu đã nói rồi, phục tùng tao. Vào thời khắc quan trọng thì phải liên minh với tao để đối đầu với Thanh Long và Chu Tước. Tất nhiên, tụi bay cũng có thể từ chối, nhưng kết cục của việc từ chối cũng giống như lúc trước tao đã nói tiêu diệt bộ tộc. Hự, dùng biểu cảm ngây thơ nhất, nói ra lời lẽ tàn nhẫn nhất. Đây nào có là loài người chứ, vốn dĩ chính là yêu nghiệt mà. Cục tác, ngay cả đại vương cũng không thể làm gì được hắn, chúng ta nhất định càng không phải là đối thủ của hắn rồi. Chúng ta vốn dĩ không còn sự lựa chọn rồi nhỉ. Ngang Nhật Kê cấp 100, Tham Túc Viên cấp 320, bớt bị đe dọa ở đây đi, nhìn dáng vẻ yếu đuối của nhà ngươi kìa, cũng bị dọa đến phát ra tiếng gà kêu luôn rồi. Loài người, ngươi thực sự tưởng ngươi có thể hù dọa được bọn ta sao? Bổn đại gia từ sớm đã nhìn thấu mọi thứ rồi. Lý do ngươi có thể không bị thương dưới đòn tấn công của đại vương chẳng qua là ngươi dùng đạo cụ của Huyền Võ mà thôi. Trong thế giới loài người các ngươi, vượng người ta là tổ tiên của các ngươi đấy. Chơi trò tâm cơ ở trước mặt tổ tiên, ngươi đúng là đại nghịch bất đạo mà. Đại vương, ta cảm thấy chúng ta không chỉ không nên phục tùng hắn, mà trái lại còn nên liên minh với đại tộc trưởng Thanh Long và đại tộc trưởng Chu Tước để cùng nhau giết hắn. Ngươi đang dạy ta làm việc sao hả? Con mẹ nhà ngươi, ông đây vẫn còn ở đây mà ngươi đã muốn xưng vương rồi. Tham Túc Viên cấp 320.
Con khỉ tự cho mình là thông minh này, ông đây đích thân giao đấu với tên loài người này, cho nên biết rất rõ thực lực của hắn. Hắn có thể một mình giết chết Huyền Võ, thuần phục hổ muội, nào có thể chỉ dựa vào đạo cụ đơn giản như vậy chứ. Tuy rằng ông đây rất cứng miệng, nhưng trong lòng hiểu rõ. Tên loài người đứng trước mặt này, thực lực của hắn thâm sâu khó lường. Bất luận là vì bộ tộc hay là vì hổ muội, thì ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nỗi sỉ nhục này. Ta có thể đồng ý điều kiện của ngươi, đồng thời cùng ngươi đối đầu với Chu Tước và Thanh Long, dù sao ta với tụi nó vẫn chưa đối đầu lẫn nhau, nhưng ta cũng có điều kiện. Bất luận ngươi dùng cách thức nào để tẩy não hổ muội, kiểm soát hổ muội, nhưng bây giờ, ngươi nhất định phải trả lại tự do và ý thức tự chủ cho hổ muội. Không có được, lỡ mày tính hợp nhất với ả ta để đối phó tao thì sao? Tuy rằng tao cũng không để tâm cho lắm, nhưng suy cho cùng là bớt một chuyện phiền phức vẫn hơn. Thực ra chủ yếu vẫn là, tao vốn dĩ vẫn chưa kịp làm bất kỳ chuyện với ả ta chủ động phục tùng. Tiền đề của điều kiện này vốn dĩ không hề tồn tại. Yên tâm đi, ta tốt xấu gì cũng là tộc trưởng, nhất định là sẽ giữ lời hứa. Nếu chỉ là như vậy, thì tao rất khó tin tưởng mày. Mày nhất định phải cho tao lý do có thể khiến tao đủ tin tưởng mày. Bởi vì ta yêu hổ muội, thực sự rất yêu là đằng khác. Ta không bằng lòng nhìn thấy nàng ấy bị người khác kiểm soát, càng không thể hợp nhất lần nữa với nàng ấy. Nếu làm như vậy thì ta sẽ không còn được gặp nàng ấy nữa. Sững sờ. Thì ra là như vậy, thế thì tao hiểu rồi. Tuy rằng tụi bây là hai giới tính được tách từ một cơ thể, nhưng tao vẫn là ít nhiều hiểu được tình cảm anh em. Suy cho cùng, tao cũng có người em gái đáng yêu mà. Chủ nhân, để tránh cậu tiếp tục hiểu lầm, tôi nghĩ tôi cần ra ngoài để nhắc nhở cậu. Quang phổ của hắn hiển thị màu hồng, tình yêu đó của hắn vốn dĩ không phải là tình cảm anh em, mà là tình yêu nam nữ. Con mẹ nhà nó, giống đực của mình yêu phải giống cái của mình sao? Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch chuyện cho team bằng cách cài